Vậy là Bùi Hồ cùng chú Tứ đã kết thúc một hành trình 4 ngày ngắn ngủi về vùng đất Tây Nguyên Đại Ngàn để tìm đứa con thất lạc 50 năm trời của ông. Ngày đi thì mình và chú vẫn thường hay ấp ủ và tự nhủ rằng sẽ có một phép màu nào đó đến với chú và với tụi mình. Vì mình hiểu được rằng tìm con của chú nó khó hơn là đại cát tìm vàng. Có người lại bảo rằng vì sao chú không có thông tin gì ngoài cái hình bóng người vợ khi xưa đã mất và đứa con trong ký ức 50 năm về trước mà vẫn đi. Đi để làm gì? Đối với chú, chuyến đi này nó rất quý giá. Đi để thực hiện tâm nguyện của chú trở về vùng đất xưa sau gần 50 năm trở về. Đi để chú không cảm thấy hối tiếc khi tuổi đã xế chiều. Đi để mọi người có thể hiểu được rằng tình phụ tử nó thiêng liêng biết dường nào. Và bây giờ là lúc chú để trở về chốn cũ, để sống lại cái quãng thời gian của ông cụ nhặt ve chai trong đêm như ông đã từng sinh sống. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại chú Tuấn mà ngày hôm qua nhận là cha nuôi đang có mặt tại thành phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ngày hôm nay trước khi đi về thì Bùi Hồ với lại chú cũng như anh Mộc Đồng đi dạo quanh thành phố để chơi cho biết về những cái sắc tộc của người ED nói riêng và những cái dân tộc nói chung. Thì nhận được một cái thông tin là có một chị, đó là chị Mỹ Linh ở Mỹ á, muốn nhận chú Tuấn làm cha nuôi. Và ngày hôm nay thì chị có chuyển một cái số tiền là 4.700.000 đồng để cho chú mua một cái điện thoại. Vì đâu đó chị biết rằng muốn nói chuyện với lại chú là phải thông qua Zalo. Nhưng mà cái điện thoại này nó sử dụng mạng yếu lắm, nó sử dụng không mua được nữa. Cái điện thoại này ngày xưa là sao chú? Mua cũ của người ta lại thôi mà. Mua cũ hả? Nhiêu? Có 300 ngàn. 300 ngàn thôi? 300 ngàn. Bây giờ là mua điện thoại gấp 10 lần vậy, hơn 3 triệu luôn. Mười mấy lần, vui không? Vui, cái là điều ước mơ vui. Vậy là đi cái chuyến này là phải nói là cũng mạng nguyện mà có thêm quà nữa cũng vui đúng không? Giờ có đứa con là đứa con luôn là Mỹ Linh tận tình giúp đỡ cho mình, cho mình phần quà. Dạ. Quá tốt. Vui. Quá tốt. Rồi có nói gì với lại đứa con nuôi không? Có. Chào con. Đây là món quà quý nhất trong đời của ba. Nhận con là con nuôi, đây là quý lắm. Ba đứa con rồi? Được ba đứa rồi. Hồ là một. Một đồng. Đồng là hai. Con là Mỹ Linh là ba. Đứa nào cũng thương ba hết. Ba vui lắm. Sự rất vui, thiệt, vui. Bây giờ ba vô trọng, ba mua cái điện thoại. Rồi sau đó con sẽ hướng dẫn sử dụng Zalo để kết nối với chị, để có thể hỏi thăm với nhau. Rồi, đó. Để mà kết nối Zalo với con để biết, để mà con có thể biết ba ở đâu để mà nói chuyện Zalo. Nhưng mà mua cái điện thoại này phải giữ cẩn thận nha. Được. Lượm nhầm khi nào là nó rớt vô cái thùng rác nữa là tưởng đâu là phế liệu nữa. Cả đời mua không nổi đó. Cả đời mua không nổi đó. Ừ, chứ bây giờ 4 triệu đồng thì làm phế liệu bao lâu? Nó tính ra cũng gần cái năm trời bây giờ. Năm trời không ăn đúng không? Không ăn, ăn cơm từ thiện không á. Vậy là thật sự luôn. Hôm nay cũng là một cái món quà khá là lớn đối với lại chú. Thì cũng thay mặt cho chú, cho cha cảm ơn chị Mỹ Linh rất là nhiều. Đã nhận, thứ nhất là nhận chú Tuấn làm cha nuôi. Thứ hai là tặng con một món quà mà phải nói đối với chú là nó vô cùng ý nghĩa. Và có quý, rất là quý giá đối với bản thân chú. Tại vì chú nói là đôi khi làm hơn một năm trời mà không ăn không uống mới làm được. Thôi thì chắc có lẽ là không nói nhiều nữa. Bây giờ hai cha con mình cùng vô đây để mà mua một cái điện thoại mới để sử dụng thôi. Rồi. Rồi cái điện thoại này nó cũ lắm rồi. Cái này là 4.990.000 là coi như là 5 triệu đồng rồi. Mà cái này chạy nhanh không? Cái này cái mới hay sao ta? Tổng đang 6 bộ nhớ trong 128 anh. Mới. Mới luôn hả? Có tặng gì không? Trong hộp thì nó sẽ có máy và dây sạc. Ừ. Nhưng mà là sản phẩm mới nên là bên hãng nó sẽ tặng cho mình thêm một cái củ sạc. Adapter đúng không? Dạ đúng rồi, 15W. Ừ. Nhưng mà cái này cha thích cái nào? Thích cái này màu nào á? Con thấy cái này thấy nó hợp lý. Bây giờ cho cha lựa đi, cha thích nào thì mình mua đó. Có màu đen, màu đỏ, màu trắng.
Còn tầm giá 5 triệu thì cái này là nó hợp lý. Còn bây giờ cho muốn lựa cái nào thì lựa. Lấy này đi. Lấy này. Lấy này. Được chịu không? Thống nhất chưa? Lấy cái này màu gì? Màu này luôn. Màu trắng luôn ha. Trắng màu bạc. Màu bạc. Màu này luôn. Màu bạc có loại không chịu màu đen đúng không? Chịu này. Tại mình cái gì đầu tiên thích là cứ chọn một cái vậy thôi. Rồi ok. Khỏi lựa thêm. Khỏi lựa. Vậy lấy cho anh cái này. Mời anh mấy chỗ ra bàn ngồi để lấy máy cho mình. Ok em. 4.990.000 đồng. Giá không? Thì là một mới này nó không có giảm giá. Vậy có mẫu nào giảm không? Mẫu giảm thì ví dụ như mẫu A23 này. A23 này cao tiền quá. Giảm 700. Còn 5 triệu. Này mẫu cũ đúng không? Dạ. Thôi mình lấy mẫu mới ha. Ok trời. Ok. Mới đi. Bây giờ cái điện thoại này là điện thoại full siêu 4.990.000 đồng. Thì rồi mời em cho nó cho mọi người thấy rằng đây là một cái điện thoại mới chưa bóc thêm. Đây là một cái phần quà của chị Linh nhận chú Tứng làm cha nuôi thì tặng để mà tiện cái việc mà liên hệ Zalo. Tại vì cái điện thoại cũ kia thì nó cũ quá. Kết nối wifi không được luôn. Rồi. Rồi ok anh. Cầm cái này. Cho cầm thử coi. Coi mát tay hơn so với điện thoại 300 ngàn không? Sao mướt tay ha, mướt tay không cha? Quá tốt. Quá tốt. Nào giờ đâu có cầm được cái điện thoại đâu. Không có cầm điện thoại lớn tiền vậy đúng không? Điện thoại mạnh với mình tưởng thật. Trời ơi, con nhận được, ba nhận được cái điện thoại rồi. Dạ. Ba cái này là được rồi, cần gì 3G nữa con? Gắn đến đĩa sợi. Vậy hả? Hiểu rồi. Trời ơi, con dễ thương quá ha. Mừng quá rồi. Lát vừa hồi dẫn ba đi ăn. Đi ăn cái món AD á chị. Rồi, cảm ơn con. Bye con. Rồi, chào. Tâm tư sao rồi? Dạ. Bây giờ mình mới cảm thấy nó nhẹ lòng. Nhìn được những cái khung cảnh mà con cái đi làm nó cho mình cái số tiền để mà mình mua cái điện thoại đó. Mừng lắm. Rồi cái tâm của con nó lại sáng. Tâm con sáng lắm. Có hả? Đen thùi lùi mà sáng gì? Sáng lắm. Sáng đây là gọi là sáng cái tâm của con, hiểu không? Cái tâm của mình nó sáng. Đâu phải mà ngẫm nghĩ mà nó được như vậy đâu. Quá tốt cái điện thoại. Điện thoại quá đã gì đâu. Ôi trời. Ơi. Mừng quá đúng không? Mừng quá, nhưng mà giỡn. Đâu ngờ là lên miền núi là lại có điện thoại nữa. Điện thoại hàng chiến đấu nữa. Hàng chiến đấu nữa. Thôi ra cái này một trời một vực luôn. Đâu? 300 ngàn, trong khi 5 triệu gấp mấy lần luôn, gấp cả chục, hơn chục lần chứ bị giỡn hả? Trời. Hay quá. Mai mốt nói con này nó đen mà có duyên là được rồi. Đen có duyên kìa. Mà cái tâm con sáng, phải có sáng. Vừa cho là cái chuyển tiền mua điện thoại liền. Hay. Đó trốt. Mỹ Linh rồi, trời, quá hay. Rồi nói là nào với chị Mỹ Linh không? Giờ nói gọi điện thoại nói là cảm ơn tất cả mạnh thường quân nữa không? Đây là cái khi mà nhận được cái món quà này rồi đó thì nhìn vào rất là sung sướng. Rồi nhìn con nuôi của mình là Mỹ Linh đó, mình cảm động vô cùng. 1000 lần cảm ơn con nhiều lắm nha Mỹ Linh. Đây là lời chân thật của ba. Đó là lời chân thật tấm lòng của ba. Mặc dù là cái nó không là bao nhiêu nhưng nó phát xuất ra cái tâm hồn quá đầy đủ ý nghĩa của cuộc đời của ba lắm đó, chứ không phải giỡn đâu. Không phải là ba nghĩ là cái này là cái quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là cái cuộc đời của ba được hưởng ứng những cái số tiền mà được mua như vậy đó là ba mừng lắm, thiệt vô bờ vô bến. Con cảm ơn ba, cảm ơn con rất nhiều luôn. Cả Bùi Hồ đó, Bùi Hồ nó cũng đi theo dõi từ lúc mình lên đây tới giờ, rất là thương ba, nhiều điều rất là thương ba.
Không ngờ. Có những lúc mà ba không thể ngờ được. Không ngờ luôn, không ngờ sao? Không thể ngờ mà cái cuộc đời của ba mà được có duyên mà đi đến với Bùi Hồ mà lo cho ba như vậy. Bây giờ là ba là nhận thêm một đứa con, ba là Bùi Hồ là con nữa. Ba mừng lắm á, Mỹ Linh. Chứ luôn cả một đồng nữa. Dạ. Vui lắm. Rồi bây giờ chuẩn bị mình đi ăn cái món ED ha. Rồi, mình đi ăn món ED đó con. Dạ. Rồi về tới đó dưới còn có món quà bất ngờ nữa. Món quà bất ngờ nữa. Trời, ăn món quà bất ngờ nữa. Trời, quá đã. Hai. Chào nhau. Như Bùi Hồ đã chia sẻ đầu clip, Tây Nguyên một ngày có thể là bốn mùa. Sáng xe lạnh, trưa ấm và vào buổi chiều thì nhiệt độ nó cực kỳ nóng giống như mùa hè và tối là một mùa đông. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại chú Tuấn có mặt ngay tại một cái nơi tái hiện lại cái cuộc sống của người ED. Ở người ED thì cái bếp lửa nó quan trọng lắm. Nó có thể giúp cho những thành viên trong gia đình có thể giữ ấm vào những cái đêm lạnh như thế này. Và đây là một cái bếp lửa trong cái khu ăn uống này. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại chú Tuấn sẽ thưởng thức những cái món ăn của người ED, thưởng thức cái hương vị của Tây Nguyên để ngày mai này trở về lại An Giang hay chú ha? Đúng. Trước giờ chú có thưởng thức những cái món ăn của người ED chưa? Thật sự là chưa đâu. Chưa ăn cả. Tại vì lúc mà còn ở trên cái đất vùng của ED này ở Thanh Niên Phong là chưa bao giờ hưởng thức cái vấn đề món đó. Thật sự là chưa. Nhưng mà rượu cần thì có rồi. Có rồi ha? Có rượu cần cả. Hôm nay á, thưởng thức món ăn ở Tây Nguyên để đánh dấu một lần mấy chú cháu cùng nhau về lại Tây Nguyên. Đúng. Cũng như là gửi cái điện thoại của chú vậy mọi người. Ngày nay thì chú có một món quà rất là lớn là cái điện thoại. Cái điện thoại được chị Mỹ Linh là con gái nuôi của chú ngay tại Mỹ gửi cho chú mua với giá tiền là 5 triệu đồng. Thì coi như là mình sẽ gửi lại ăn mừng một cái điện thoại mới mà coi như là chú nói rằng là điện thoại này chắc phải làm mấy năm mới mua được á. Đúng, nhưng không phải mà mua có liền đâu, cầu có hơn cả năm trời đó. Thì đó mua cái điện thoại 300 mà mấy năm rồi đó, coi như chạy ra hơn 2 năm mà còn chưa mua được á, chứ bây giờ đâu. Dạ. À, nhưng cái điện thoại này mai mốt mà có đi làm, một là phải cất kỹ. Dạ. Không dám đem ra ngoài những cái hiện trường đó nha. Hiện trường mình đi làm gọi nhưng không dám nha. Không nên đó. Dạ. Bây giờ chú ngồi đây có cảm thấy lạnh không? Không, ấm. Ấm, ngồi đây còn ấm hơn. Ừ. Và phía bên trái đây là cái khu mà mình sẽ ăn uống. Ừ. Đây là cái khung cảnh nhà sàn, khung cảnh thể hiện của người ED. Và ở đây có nhiều cái hay lắm mọi người, có những cái dây mà bắt những cái con voi ngày xưa luôn. Và chủ cái nơi mà tái hiện cái này là chính là một người ở đây luôn. Và không còn chần chờ gì nữa, cũng đói bụng lắm rồi, gần 7 giờ tối. Mời cô bác anh chị cùng vào trong với Bùi Hồ, chú Tuấn cũng như là một đồng ha. Em cũng giống ở đây. Người Mơ Nông ở đây. Người Mơ Nông. Hôm nay mình đang đi tìm người Mơ Nông. Người Mơ Nông sao bán món ở đây? Tại vì ở đây là thay vừa món người Mơ Nông vừa ở đây. Vậy món nào là món người Mơ Nông đi anh thích người Mơ Nông rồi đó. Có chả cá thắt lát với cả bánh sốt mía. Em là em người Mơ Nông là em thích ăn gì nhất? Em hơi lai với em đơn. Bây giờ anh hỏi là em Mơ Nông là em thích ăn gì nhất em nói đi. Canh cả đắng. Tại vì hai cái món này đều có người Mơ Nông cũng có người ở đây. Canh gì? Canh cả đắng. Canh cà đắng John Gon. Tên gì? Dâm Trong. Dâm Trong. À trên món đó. Dâm Trong. Ừ trên món đó đi. Có món nào nữa ăn cho cô cơm không? Ừ, cái đó. Đây là mình gọi cơm riêng anh. Người Mơ Nông mình có ăn cơm không? Có. Có cơm mày cho anh ăn cơm. À, còn gì nữa? Cái đây là canh hả anh? À canh cái gì ta? Canh cà đắng. Canh cà đắng tên tiếng đây là cái gì? Dâm Trong. Mình ăn cái món được gọi là dâm chịch rong. Dâm chịch rong. Là sao? Lại đi ăn biết. Ơi. Mà người Mơ Nông có ăn cơm không? Có. Mày ăn cơm luôn. À. Ăn cơm với gì? Canh ăn em cá. Canh cà đắng là ăn thêm cá. Cá hấp hả? Cá khô. Đâu, coi giật cho em, mở ra cho em, anh ơi coi cho. Đây canh cà đắng này. Ok, một món. Ok. Còn cái món nào của người ED đâu? Thêm món người ED đi. Cái này cũng là món của người ED vừa Mơ Nông. Rồi bây giờ kiếm cơm có này, canh có này, còn món gì nữa?
gọi mình ăn món này trước đi anh. Gọi cho hoa chuối, gọi cà răng cắt lên. Không biết luôn ạ. Em nói chậm lại, anh gọi cái này, anh gọi cái này. Em nói em nó không ấy là tới sáng anh chưa kêu được món nào luôn á. Chú ơi, đây là bé này là người Mơ Nông. Ngày xưa là kiểu là giống như là ngày xưa là bạn vợ chú người Mơ Nông vậy á. Thì cô bé này tên người, em tên Mơ Nông tên gì? Mơ Nông không, em tiếng Việt là Thảo, em họ của em là họ người ED. Em là lai giữa Mơ Nông người ED. Dạ, không, hồi xưa nghe ông cậu nói là gốc ED sao, nhưng mà vì chuyển xuống ở cùng với người Mơ Nông á, lâu quá, hơn 100 năm á. Nên là lấy ông cậu người Mơ Nông. Lấy ông cậu người Mơ Nông. Canh cà đắng nè, cơm nè, với lại nửa con gà thấy được không? Ừ. Cơm lam hay là cơm mấy? Ăn cơm lam đi ha. Cơm gì cũng được hết á. Nửa con gà là một phần cơm lam. Nửa con gà cơm lam, rồi cơm trắng đậm, nửa con gà cơm lam với lại canh gì nữa? Canh cà đắng dâm rong. Cái món canh nó dâm cái món cái khó gọi tên em. Canh cà đắng dâm rong. Là sao? Canh cà đắng dâm rong. Dâm rong đúng không? Canh cà đắng hay còn gọi tiếng ở đây là dâm rong. Dâm rong. À dâm. Cái tên vô vậy? Dâm rong. Năng em canh cà đắng thì cũng gọi là ấy thôi. Mình gọi là dâm rong thôi. Nó hơi giống rồi. Cơm lam gọi là gì? Piang tinh. Bèn tưng. Piang tinh. Rồi con gà. Con gà tiếng của em hay là tiếng ai đây? Tiếng em á. Irbu. 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 Ôi trời, chết rồi chú ơi. Ngày xưa mà chú có bạn gái người đó con với chú đó. Em tên gì? Em tên Thảo ạ. Cái gì? Thảo. Tên Thảo. Thảo em luôn. Nhưng mà tên tiếng Mơ Nông. Tiếng Mơ Nông. Chẳng hạn như vợ của chú tên là em chỉ có một tên. Tên gì? Con Hồ Thảo em luôn. Con Hồ Thảo em luôn. Con vợ của chú. Đúng không? Vợ của chú là Thôn Thảo. Đúng đó. Anh đọc lại nha. Thôn Thờ Thảo Ianun. Thôn Thờ Thảo Ianun. Không thôi, gì khó. Xin lỗi em nha, gọi không đúng tên, sorry. Là vậy em ha. Mình có ăn món khai vị chưa không anh? Tại vì em thấy mình đợi có thể đợi hơi lâu lắm luôn. Khai vị là đợi bao lâu nữa? Ý là trong khi mình đợi là mình ăn món ví dụ gỏi nè, rau hay là gì đấy á. Thôi đi, đợi mình có món nào nó nhộ gọn nhẹ mà ghé tiền tặng thêm không? Dạ không. À em có thức uống chào mừng á anh. Vô không riêng á. Chào mừng là tặng luôn. Dạ. Chào mừng muốn chào gì đó chào. Hả? Dạ. Muốn chào mừng vẫn gì? Anh thức uống chào mừng á, welcome ring, rượu gạo nếp 30. Cái này là gì em? Canh cà đắng. Canh cà đắng hả? Dạ canh cà đắng. Tên tiếng ED gọi là gì? Dâm trong ạ. Dâm trong. Dâm trong. Dạ. Cà đắng dâm gá gì? Dạ cà đắng với thịt heo với lại rau xanh. Này là đặc sản của người ED luôn. Dạ đúng rồi. Cái này tiếng ED gọi là ếch ED. Ếch gì? Ếch ED. Dạ. Còn dạ. cá này là cá hấp. Dạ, sao giống cá chiên vậy? Dạ cá chiên ạ. Ủa hồi sớm là cơm lam có gọi gà không ta? Ở trong menu có gọi gà không? Có gọi gà thì khỏi lấy cơm. Con menu đi. Tại có gọi gà là có cơm lam rồi đó. À, cơm lam mà được một ống, mình gọi nửa con đây được một ống mà được 4 khúc như vậy thôi. Mà trong nãy mình có gọi cơm trắng. À đúng rồi. Dạ. Vậy thôi mình sẽ ăn cơm này đi ha. Dạ, mình còn nửa con gà với lại cơm lam. Em là người ở đây luôn hay sao? Dạ em là ED. ED. Dạ. Bây giờ giới thiệu tất cả các món mà ED được không? ED món ED. ED thì có món đặc sản là canh bột lá dao với lại lá mì xào ạ. Dạ với lại có gọi cà đắng cá cơm. Canh cà đắng gọi là cái gì? Dăm gom. Dăm trong ạ. Dăm trong. Dạ. Cái này là đặc sản truyền thống đúng hả? Dạ đúng rồi truyền. Cái này mình sẽ chan cơm ăn hay sao? Dạ mình chan với cơm xong rồi mình lấy mấy miếng cá mình ăn chung á. Mình bóc miếng cá mình ăn chung. Nó là ngon ạ. Dạ. Em có một canh đặc sản đấy là canh bột lá dao được làm từ bột gạo với lại lá dao của người đồng bào ED. Dạ, đấy là món được nấu trong mọi dịp lễ của người đồng bào ED. Dạ. Ở trong này nó có cá và thịt luôn hả em? Dạ, không ở trong trong này thì có thịt thôi ạ, thịt heo ba chỉ. Thịt ba chỉ? Không có cá phải không? Dạ không ạ. Cà này là cà đắng đúng không? Cà đắng với lại một ít cà ngọt ạ. Có rau bếp ạ. Rau này là rau bếp ạ.
Gạo gì? Rau bếp ạ. Gạo bếp. Dạ. Hay còn gọi là rau diếp á, màu tím tím á. À, dạ. Ok. Dạ. Bà con mời, con mời trước. Rồi. Tại nhà mình ăn không biết. Ok. Rồi. À, bây giờ thì chắc con sẽ múc một miếng canh dăm gông mình ra con thưởng nước miếng là nấu với cà đắng, là kiểu như trái cà đó nấu với lại cà đắng. Ừ, chúng ta trái cà đó cũng bầm ra nấu ra nó tơi ra vậy đó, cà đắng. Nhưng mà không biết ăn có đắng hay không. Cho bỏ cơm vô đi. Để tí xíu đổ cơm vô lại đi nha. Múc miếng mình thử thử đúng rồi, đúng cho nó đậm vị. Rồi đã đó, không đi thì thôi đi, thì phải đứng nước đúng đi. Được rồi mặc dù ít thôi đúng nhiều. Rồi này là gà nướng nửa con, gà nướng nửa con. Ừ, con gà nướng. Đây là một ống cơm lam ăn kèm với gà. À, cơm lam có nhiêu đó ha em? Dạ, một nửa con một ống thôi. Đây là muối xả của người đồng bào ấy đêm mình ăn chung với gà. Ok. Đây là muối đậu chấm cơm lam. Ừ, cái này là cơm lam mà chấm. Dạ đúng rồi, chấm lam. Đây anh mời anh một đồng nè. Ừ. Mình ăn thử miếng mình đứng nước nha. Đúng rồi. Đến mình ăn riêng thì mình mới thưởng thức được cái vị của nó. Đến đây mà không thưởng thức thì tiếc ha em. Đúng rồi, nhìn ngon lắm luôn mọi người. Nhưng mà cũng kiểu là thưởng thức một món ở đây để mình biết coi mình có bị BD không. Ô lô. Là có phải những cái món của ED hay hoặc là những món của Aron? Dạ, Aron. Cái gì Mơ Nông. Ừ. Ồ, tuyệt vời. Ha. Dạ cũng đắng. Ừ, đắng nhưng mà đắng là đắng rồi, đắng dịu tốt, ngon. Ừ. Đắng của núi rừng. Ờ, đắng của núi rừng. Ok, hay quá. Bây giờ mình thử miếng nha. Tuyệt. Thịt ba chỉ ngon á. Những thứ này thì cũng một điều tiếc. Cái này lần đầu tiên ăn trong đời. Nó có hậu hơi đắng tí. Đúng, ngon. Đúng rồi. Nhưng mà sau nó ăn cái vị ngọt. Vị ngọt. Đúng rồi. À, cái vị của cái món người ED á, nó có vị vị đắng. Nhưng mà ăn vô thì nó lại có một cái vị gọi là vị ngọt, cái hồng ngọt á cha. Ừ. Nhưng mà cũng khá là ngon. Không quen thì lúc đầu thì nó ăn cũng ngại ngại mì. Chan cơm với lại cá hấp chắc ngon. Còn cái thời của ba mẹ, bà đi thanh niên trong phong cũng là người Mông Aron vậy. Thật sự là cũng là cơm với muối đó, thẳng luôn. Dạ. Thời đó dở cơm mà ăn cái muối thấy rõ ràng dở cơm ăn cái muối mà. Cái này là cá hấp. Hấp sao giống cá biển chiên ở miền Tây kia. Đúng rồi. Đúng anh. Nhìn hấp luôn. Đây là gà. Gà này ăn với cơm lam, gà này thì sẽ chấm với lại cái món này. Bữa nay không phải là kỳ viên muốn ăn mà muốn rửa cái điện thoại của cha. À, đây là một bữa tối ngay tại nhà dài của người ở đây. Thưởng thức với lại chú Tứng cũng như là với anh Một Đồng. Thưởng thức để biết cái hương vị thôi. Chứ đặc biệt cái món này nè, nó ấn tượng đối với mình ngay từ lần ăn đầu tiên. Còn những cái món còn lại thì nó khá là bình thường của mọi người. Thì hôm nay là ngày mai về lại sáng 8 giờ về lại miền Tây rồi. Thì đây là một cái chuỗi hành trình khá là ấn tượng của các chú cháu ngay tại nhà dài ED cũng như là quá trình cùng tìm con của chú. Còn bây giờ cũng như là gửi cái điện thoại cho chú. Còn bây giờ thì chúng tôi đang có mặt tại chuyến xe đi từ Tây Nguyên về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và cái đoạn đường này đi di chuyển hơn 8 tiếng đồng hồ. Thì trên cái quá trình đi thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về cái tình hình hiện tại của chú cũng như là sức khỏe, để mọi người có thể hiểu thêm về tình hình của chú Tứng hiện tại ha. Trên cái đoạn đường đi thì chú luôn trằn trọc băn khoăn và có vẻ như là khá là khó ngủ luôn mọi người. Nhưng mà đi thì cũng đã đi rồi và hành trình cũng đã kết thúc rồi. Cuộc sống hàng ngày thì chú cũng phải tiếp tục trở về lại Long Xuyên để mà lao động, để mà
kiếm chuyến cơm. Một hành trình dài gần 8 tiếng đồng hồ mà. 8 tiếng. Dạ mấy trẻ con mình đi từ Buôn Ma Thuột về đây. Thì có mệt mỏi không nha? Mệt mỏi thì có, nhưng cái năng lượng của mình nó cũng tràn đầy sức khỏe phải không? Tất cả cái gì nó cũng giải mã trong lòng mình, nó cũng ấm áp hết rồi. Không có được con thì không biết làm sao, cứ ấp ủ hoài. Rồi cứ nghĩ tưởng tượng ra những hình bóng này nọ, bây giờ lên mình thấy nó tan qua. Mà nhìn cái cảnh của cuộc sống của những người ED phân rong vậy phải không? Bên ông nó cảm thấy nó hình như là nó phát triển khác hẳn liền, không giống như hồi xưa mà vẫn cái khố đi châu đi làm phải không, nó khác hẳn, hình như nó bận đồ giống như người Kinh mình luôn, không lẽ bận nó còn như một cái thành phố ở Sài Gòn. Mà sáng nay có một cái sự cố là gì nè, xe rước sớm quá là không có kịp ăn sáng luôn, 12 giờ mới ăn trưa cũng mệt ha cha. Cũng hơi mệt nhưng mà thấy nó cảm giác thấy cũng bồn chồn ha. Vô bộ ăn cũng ngon. Công nhận lấy ăn hết luôn được cái dĩa cơm đó luôn á. Công nhận cái thấy. Không, xác nhận là một cái điều này rất là hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc. Sao hạnh phúc? Hạnh phúc là có nghĩa mình không còn ấp ủ cái trong cái tư tưởng của mình hồi đó nữa. Mình sợ là mình như vậy nhỏ, mình tìm không được, không thấy làm sao. Bây giờ mình lên mình cảm thấy, cảm giác mình thấy nó cũng như là con mình có thể bây giờ nó cũng trưởng thành, nó lớn mạnh lắm rồi. Không chừng nó giống như con voi, không chừng như thiện nói. Mà mình sợ nó còn nhỏ, nó bươn chải giống như mình với anh. Con giờ thấy nó cũng mừng. Mà đi mình cứ suy nghĩ đến những điều tích cực. Tích cực nhất chắc ăn rồi, khỏe. Dạ. Mong manh mà bây giờ trở thành bể vỡ là nó tan biến hết trơn. Dạ. Mà nói thật, nhờ hai đứa con vừa hồ với một lòng đem tới một cái niềm vui rất là hạnh phúc tuyệt vời. Mà nó có tan đi hết tất cả những âm ủ mình cách đây là gần 50 năm rồi. Quá đẹp. Tối nay mình ngủ ở đây một đêm. Ngày mai mình về lại thành phố Long Xuyên để trở về cái cuộc sống thường nhật hàng ngày. Đó. Dù sao thì mình cũng cần phải có lao động để mà mưu sinh đúng không? Đúng, dạ. Đó là cuộc sống cơ bản của mình. Mà ba không chờ đói, thấy không? Cái điện thoại đâu rồi? Điện thoại đây nè con. Đây nè. Cất cẩn thận. Trời. Đúng. Sớm giờ có điện cho con gái chưa? Chưa. Đó hôm qua hôm... Vậy là tối nay là phải điện cho con gái hoặc là điện giờ này cũng được để nói là cha về tới Sài Gòn rồi. Phải điện tiếng chứ. Dạ. Ở trên. Đây ạ. Dạ đúng rồi. Đây để con kết nối wifi của con lại. Cái này là chừng nữa là có gì cha không biết nhập wifi kêu ta nhập giùm. Ha. Còn về thì con sẽ đăng nhập 4G. Wifi là từ 1 đến 8 anh Đồng. Rồi nó đã kết nối nè thấy không? Thấy không? Nó đã kết nối, nó hiện cái một wifi trên nè. Rồi ở gì? Tối qua ba ngủ ngon không? Chị nhắn hồi 9 giờ. Rồi bây giờ gọi đi. Gọi đâu? Gọi cái bên nhỏ nè. Đây hả? Dạ. Cái này là cái đó là gọi không thấy hình nha. Thấy tiếng thôi không thấy hình. Còn thấy hình là hình cái máy quay á. Đó đang nổi chuông đó. Mở lo lên. Rồi mở lo là. Mở lo là nhìn. Mở lo là nó chỉ có màu trắng ha. Màu đen. Alo, Mỹ Linh, ba là con. Ba về tới bến xe miền Đông rồi. Đi dưới đồng dưới bùi hộ. Về tới nơi là đang ngồi chờ đợi là để đón xe về. Đang tới bến xe miền Đông, xuống xe rồi.
Muốn che rồi đó con. Mở lo lên, mở lo lên. Đây đây. Alo. Con ngủ hả? À thức rồi hả con? À. Dạ. Lát nữa con chuẩn bị đi làm hả? Bây giờ vẫn khỏe cho chị yên tâm. À. Ba điện cho con á là ba vẫn khỏe để cho con yên tâm đấy ha. Dạ. Chào bà. Như đang ngủ. Quên nói giờ này 4-5 giờ vậy á. 5 giờ. Thấy cái nói là ngủ thì ở bên bệnh là ban đêm. Đúng rồi. Vậy mình gọi là 4 giờ sáng rồi ha. 5 giờ. 5 giờ. Rồi. Rồi đó. Dạ. Như vậy là kết thúc một chuyến hành trình dài về vùng đất Tây Nguyên. Chiều nay thì mấy cha con mình ăn cơm ngay tại thành phố Long Xuyên, hơn 500 km. Mệt mỏi không? Dạ. Mệt không? Mệt hả? Nhưng mà về miền Tây thì vẫn ăn cơm vẫn thấy ngon hơn đúng không? Gắn bó bao nhiêu năm ở miền Tây rồi. Dạ. Ok. Bây giờ là chuẩn bị chuyển về Vĩnh Long ở rồi. Rồi, mời. Mời. Có cái nhà ở bên cái chết luôn, con quá mừng cho chú rồi. Có cái được căn nhà ấm cúng. Mời ở cho con nha. Cơm. Ở liều với ở tạm bợ thấy nó bất an quá. Buổi tối xế chiều nữa. Đó là thời gian nha. Vô thấy chú ở một cái đồi mà cất bàn rồi đủ thứ lụm để vô không? Cấp giá vậy. Rồi cơm đi con. Rồi nè. Để may mắn nữa. Thôi trả ba lô cho cha. Rồi kết thúc một hành trình. Đang về nha. Dạ ngày mai đi tiếp. Rồi mai đi tiếp. Dạ tiết lộ cho mọi người biết hành trình ngày mai mình đi đâu, chỉ nói đi đâu thôi. Ngày mai đi Vĩnh Long. Ngày mai đi Vĩnh Long mấy ngày? 4-5 ngày. Để nhận nhà. Dạ. Ngày mai thì có một cái hành trình về Vĩnh Long khoảng 4-5 ngày, cô bác anh chị Bùi Hồ chở chú Tấn đi vòng vòng luôn, cũng như là cho trải nghiệm một chuyến miền Tây cái nữa nha. Dạ. Rồi bye bye, chắc ngủ ngon. Bye bye. Dạ bye bye.